Korea là luồn tay bao phong bì. Nhạc đi ạ. À. Dạ xin hỏi âm thanh có cho mướn không ạ? À? Dạ. Tức người mà mở nhạc cái trái tim muốn gớt ngoài. Người ta thi thanh lịch mà ông mở nhạc quá thô kệch. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị và các cô ấy đã chọn cho mình những bộ trang phục để đi dạ tiệc quý vị nha. Rất là lộng lẫy lung linh như nhà nàng công chúa. Mình nhạc đó, mình nhạc hết luôn khi các bạn thí sinh mà đi ra hết. Mình hãy tắt nhạc nha, nốt nha. Dạ. Rồi, chúng ta có 4 thí sinh và trước khi mà bắt đầu thì chúng ta sẽ có sự giao lưu cho hỏi là Korea và thức ăn yêu thích của cô là gì ạ? 안녕하세요. Xin lỗi quý vị, bởi vì đây là thí sinh quốc tế cho nên chúng ta phải cần có ngoại ngữ. Nhưng mà hôm nay thì MC Anh Đức không có mặt cho nên là chúng tôi xin có một cái thao tác là chúng ta sẽ ăn bánh chuyển ngữ nha, để nói tiếng Việt. Xin mời bánh chuyển ngữ ạ. Dạ, chúng ta sẽ có bánh chuyển ngữ. Dạ. À hậu đài hơi rối, à hậu đài hay là câu chương trình ạ. Rồi, kính thưa quý vị và chúng ta sẽ có vài cái bánh chuyển ngữ. Mỗi người đẹp ăn dùm một cái để có thể nói được tiếng Việt rành rọt hơn. Xin mời ạ. Và bánh này nó có tác dụng khi mình ăn hết, ăn nửa cái vẫn không nói được tiếng Việt ạ. À. Xin mời các người đẹp ăn nhanh ạ. À. Người đẹp Úc luôn đi đầu trong việc ăn uống của quý vị. Người ta nói đó là ăn nhưng mà cô ấy là thồn của quý vị nha. Ok. Kêu một cái chiếc xe cấp cứu cho người đẹp Úc đi ạ. À. Mắc cổ rồi. Thí sinh Australia, em bị trừ 1 điểm thanh lịch. Khi ăn chúng ta không được dồn cái cục cái vô họng của mình quá nhiều, nó sẽ độn cái mặt mình lên và bị xấu. Dạ thưa cô, chắc cô búi tóc hơi cao cho nên cô quên hồi nãy thang điểm là 5 ạ. Dạ. À thang điểm 5 lần hả? Dạ. Xin lỗi. Cô xin phép cô trừ 10 điểm nha. Dạ ok. Dạ. Rồi. Cho hỏi thí sinh Úc có gì ấm ức không ạ? À? Ok. Thí sinh Úc chưa có ăn hết cho nên cô chưa có chuyển ngữ nha. Dạ. Mình chưa có dịch được cái nói tiếng của bạn cho nên gắng ăn hết đi ạ. Nhanh lên, cố gắng, nhanh lên. 1, 2, 3, Colombia. Lẹ. Cái bánh màu vàng mà nãy giờ nó ăn thành màu cam luôn rồi. Trời Phật ơi, thí sinh ơi. Dạ. Chỉ có Korea là ăn rất là nền nã quý vị thấy không? Mặc cái áo mặc rất nổi nhưng mà ăn uống thì rất là nhã nhặn và từ tốn. Cho hỏi nghe ăn phụ nha. Cái thôn mà không có cái ăn phụ. Ok, xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời 4 thí sinh bước ra phía sau ạ. À. À, chưa? Mình chào hồi cái nữa hả? Mình nói được tiếng Việt chưa ạ? Alo thử, mình chào khán giả thử nè. À, chưa ăn hết vậy? Mình dự định là từ đây tới sáng mai mình ăn hết rồi này không ạ? À? Chưa luôn. Ok. Thí sinh Australia, em bị trừ 5 điểm thanh lịch. Dạ, dạ. Lý do phun đồ ăn ra trước mặt khán giả. Dạ, hết chưa? Dạ, cho hỏi Colombia trước đi. Thì cô ấy là người thí sinh đầu tiên. Và xin mời 3 thí sinh kia mình đứng qua bên kia một góc nha. Và chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của Colombia. Và trước khi thử thách thì ta hỏi cái là cô là ở đất nước của cô thì mình ăn mình sẽ dùng những cái phương tiện gì gì mình để ăn ạ? À? Vâng ạ, mình là đầu tiên chúng ta đem lời hương ngoại gửi đến tất cả quý vị là chúc sức khỏe và chào cháy chồng nhé. Dạ, kính thưa chị MC dễ thương, thưa cô và dạ, quý chị, ở đất nước em thì người ta ăn bằng một muỗng nĩa. Đó, những cái dụng cụ phục vụ cho ăn uống. Dạ, chứ không có bốc như là India. Ủa, India, không phải, thì đó. Ok, cảm ơn cô và cô sẽ là người thử thách đầu tiên, xin mời ạ. À. Dạ, xin mời cô Nghĩa Trang, á lộn, cô Chỉnh Trang mình vào bàn đi ạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách thanh lịch của Colombia và cô Nghĩa Trang, á lộn, cô Chỉnh Trang. Và xin mời ba bạn sẽ đứng nép về bên kia để cho để mình ăn bánh đi ạ. Chừng nào mình xong thì mình sẽ tiến tới phần thi. Và chúng ta sẽ có món ăn của người đẹp Colombia. Kính thưa quý vị và món ăn của người đẹp Colombia rất sang trọng, bánh tráng trộn thưa quý vị. Và cô ấy sang bánh tráng trộn bằng những dụng cụ trong tay quý vị là quý vị có thể thấy là muỗng, đĩa, dao. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời Colombia sẽ bỏ micro xuống và bắt đầu dùng bữa. Xin mời cô. Xin mời cô ngồi ạ.
cảm ơn em, xin mời em ngồi. Quý vị có thể cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho thí sinh Colombia được không ạ? Rất là thanh lịch, cô rất là thích em nha. Rồi, đầu tiên thì cô xin mời em uống nước nha. Cô xin mời em uống nước nha. Dạ, mình mời uống nước thì là mình có nước nha cô, chứ không có nước. Dạ. Rồi, em bị trừ 1 điểm thanh lịch nữa nha. Ở trên bảng điểm. Tôi xin phép ban tổ chức ạ. Tôi có thể nào loại thí sinh này được không ạ? Dạ thưa cô, tại vì mình thi xong mình mới loại được. Cô có thể trừ tới âm điểm. Bây giờ em xin phép em dừng cuộc thi này không? Em nhìn gớm quá em ăn không vô. Xin mời anh phục vụ có thể là thanh lý cái ly đó giùm em ạ. Dạ đổi cái ly khác. Thanh lý là bây giờ chia hai cần không á anh? Rồi xin mời. Rồi đầu tiên cô xin giải thích lý do vì sao cô trừ điểm thanh lịch của em. Ở trên bàn tiệc nếu như không có nước chúng ta có thể gọi phục vụ em nha. Cầm cái mic lên. Phục vụ. Ngân xoay. Em bị trừ 5 điểm thanh lịch. Lý do, em muốn biết lý do không ạ? Em la lớn quá hả cô? Không phải em la lớn. Dạ sao vậy? Tại vì em nói chuyện không có chủ nghĩa vị ngữ. Em không có sự tôn trọng người phục vụ của chúng ta. Dạ, anh phục trên bàn tiệc chúng ta, trong một bàn tiệc sang trọng khi chúng ta muốn gọi phục vụ chỉ cần là em đẹp. Ok. Dạ. Là giơ tay thôi phải không cô? Đúng rồi, mình okay. Chỉ cần giơ tay cho người phục vụ thấy. Rồi, cô xin mời em uống nước. Cô cho em. Em cho cô hỏi nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình giao lưu với nhau trước đi. Em đang làm gì vậy? Em bị rước khăn. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Rồi chúng ta giao lưu với nhau trước đi ha. Dạ. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu vào một cái bàn tiệc thì chúng ta có thể là giới thiệu bản thân của mình. Mời em tự giới thiệu bản thân. Em chào cô. Em tên là Lê Thanh Phú. Nghệ danh là Hương Hỏa. Em đến từ quốc gia Colombia. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc nói chung là đi thi ở Việt Nam đó cô. Dạ. Rồi cô xin phép trừ em 5 điểm thanh lịch nha. Khi nói chuyện chúng ta lắc đầu quá nhiều. Chúng ta phải ngồi đối diện với người đối diện và chúng ta nhìn thẳng vào họ, thể hiện sự tôn trọng với họ. Rồi cô xin mời em uống nước. Cô ơi. Thì đó, thì bây giờ trước khi uống nước cô hỏi cô một câu được không? Rồi em cứ hỏi. Cô là giám đốc của hay là hiệu trưởng trường gì vậy cô? Cô là hiệu trưởng của trường cải tạo và phục hồi nhân phẩm Robert John Bao Đồng Việt Nam. Đúng rồi, trường đó cô làm hiệu trưởng là đúng. Tại vì cô chưa dần vào tù ra khám vì tội quýnh bài mà. Phải không quý vị? Một cô gái rất là thông minh. Nhưng mà cô xin phép trừ em 5 điểm thanh lịch nha. Tại vì lý do là em sỉ nhục người đối diện. Rồi xin mời em uống nước. Cô ơi, trước khi mà mình bắt đầu đó, em cứ góp đi. Dạ xin trừ 5 điểm đánh nhạc nha chị Diệp. Rồi cô mời em uống nước. Âm nhạc có thể cho một chút nhạc du dương được không ạ? Không, ổng quên rồi đó. Ổng để nhạc vũ trường vào trong nghe. Em bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Lý do khi chúng ta uống nước, chúng ta là một cô gái thanh lịch, mình phải xin ống hút em nha. Mình không có được cầm cái ly mình uống như vậy. Rồi, xin cảm ơn em rất nhiều. Rồi, bây giờ em xin mời cô, cô xin lỗi, cô xin cộng lại cho em 5 điểm thanh lịch nha. Tại vì cô cũng lâu lâu cô cũng bị lắc đó em. Cô cũng bị lắc không? Cô xin cộng lại cho em 5 điểm thanh lịch rồi. Bây giờ cô xin mời em ăn món bánh tráng trộn. Em cứ gấp rồi em ăn đi ạ. Rồi em bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Mình gấp không có dính khoát. Mình gấp như vậy khi mà người đối diện nhìn không. Dạ xin lỗi cô nhưng mà cái bánh tráng nó dính quá. Mua từ 5 giờ chiều tới bây giờ chứ đâu quá đó. Ông nội tôi mà gấp cho nó rớt ra đó trời ơi. Rồi xin mời em.
Cô trường em 5 điểm thanh lịch, cái tội le lưỡi nha. Một cô gái thanh lịch thì chúng ta không có le lưỡi ra trước khi ăn. Như vậy người ta tưởng mình là con chó. Rồi, cô cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn em đã tham dự thử thách của vòng thi này. Rồi, cô trường em 5 điểm thanh lịch do không biết bắt tay nha. Rồi, xin mời em. Kính thưa quý vị và quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo của Miss Australia. Ngồi xuống bàn đi má. Rồi, thí sinh Australia em bị trừ 10 điểm thanh lịch. Lý do không tôn trọng người lớn. Cô chưa ngồi. Người già ngồi trước. Cảm ơn em, muộn rồi. Xin mời em. Xin mời, chúng ta sẽ bắt đầu cho món ăn khai vị của chúng ta. Trên bàn của chúng ta đang hiện tại là 4 chiếc bánh rất là sang trọng. 4 chiếc bánh Orion là chupapai là Orion. Cô hát hay quá. Rồi, và một ly nước. Đầu tiên thì cô xin mời em uống cái chai, cái lon nước đó. Rồi, em bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Khi chúng ta khui lon nước ngọt bị kêu cái xì, không được kêu cái xì nha. Cô ơi, khui nước ngọt mà không kêu cái xì là nó hết hàng đó cô. Đó là em thể hiện cái sự không thanh lịch, em có thể nhờ phục vụ khui cho em mà. Đúng không ạ? Rồi, xin mời em rót vào. Dạ, bây giờ em mời phục vụ ra khui giùm em mà không kêu cái xì được không ạ? Phục vụ đâu rồi ạ? Khi phục vụ khui cái xì thì không có phục vụ, không phải là ngồi trên bàn tiệc, cho nên là sẽ không có bị trừ điểm nha. Chắc là phải một cái lon mới thôi, em xì cái khui rồi. Không mà cô có nghe rồi, kỹ không mà có nghĩa là phục vụ á, mà khui thì không sao cả. Còn khui vậy là vấn đề. Bởi vì người cô gái thanh lịch không ai tự khui nước ngọt cả nha. Đúng rồi, em bị trừ thêm 5 điểm thanh lịch nha. Cảm ơn. Ủa, cô ơi, người phụ nữ thanh lịch chứ đâu phải bị cùi đâu cô. Mà không khui được nước ngọt. Trên một bàn tiệc sang trọng, chúng ta có phục vụ để làm gì ạ? Để nhờ phục vụ làm cho chúng ta công tác đó. Còn chúng ta tự khui mà để có xì. Và đặt trường hợp cái lon nước ngọt đó nó bị nổ ra như thế sao, đúng không ạ? Thì nó sẽ vây vào quần áo của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ mất đi cái sự sang trọng thanh lịch. Dạ không ạ. Lúc đó thì em sẽ có cơ hội em kiện cái nhà nào mà làm ra được cái nước nó mà xì mà dăng vô trong mặt em. Dạ. Rồi, cô trừ em 10 điểm thanh lịch. Tại vì em quá nhỏ nhen. Rồi, cảm ơn em. Mời em uống nước đi nhé. Thí sinh Australia, em bị trừ 20 điểm thanh lịch. Có thể gọi công an vào đây được không ạ? À? Tôi nghĩ đây không phải là một cái bàn tiệc nữa ạ. À. Cho mình hỏi là có phải là văn hóa ăn uống của bạn là như vậy không ạ? À? No, it's just... I'm feel kind of hot in here because the candle is too hot and it's make me feel like I'm awkward when I say Kamuya is here and I feel like, oh my god, I feel like cô hiểu cái ý của em không? Cô hiểu, cô đang nói, em đang nói lý do là tại vì những cái cây đèn cày này làm cho em nóng quá. Yes. Và cái con mụ già này nó làm cho em khó chịu, cho nên là em phải tưới cái nước đó lên người của em. Cô xin phép loại em khỏi cuộc thi này vì không tôn trọng ban giám khảo. Tại vì sao? Ngay từ đầu chúng ta đã sử dụng bánh chuyển ngữ thì em phải sử dụng tiếng Việt em nha. Em nói tiếng Anh em khi dễ ban giám khảo, nhưng thực sự là cô biết em nha. Nói được, em nói được tiếng gì cô? Nói rành luôn, em chửi lộn cũng được nữa. Nhưng mà tại vì em nói tiếng Anh để em xúc phạm cô, cho nên cô xin phép. Không, cô, nhiều khi cái tiếng Anh đó, nó vuông, nó tao, nó mày, nó tùm lum hết trơn á. Cô nhiều khi cô nghe, cô không hiểu cái ý nghĩa. Không, cô có nghe con mụ già này. It's no, no, cô, it's... Cô, nhiều khi cô lớn tuổi, cô nghe lộn á. Thưa cô và thí sinh ạ, đây là cuộc thi không phải là nơi để chửi lộn mà. Dạ, xin mời tiếp tục. Rồi, xin mời em rời khỏi bàn làm bàn ăn của chúng ta. Ủa, em chưa ăn. Thử thách của em đã hết rồi. Cô ơi, cô ơi, em bóc bóc con nhỏ hoa hậu này. Ở Australia, cái đầm này là nó ăn cắp của con nhỏ hoa hậu Brazil, Venezuela. Còn cái tóc này là nó mượn của con hoa hậu India. Mà bây giờ nó đổ nước ngọt lên. Dạ, thưa cô, Madagascar ở đây không phải đồn công an à. Mình chưa làm trả mít mà đi vô trong.
Dạ, con được câu giờ nên xin mời cô. Thật sự tôi là FBI. Tôi chỉ trà trộn vô cuộc thi này để bắt những cái con ăn cắp thôi. Bảo vệ đâu hốt FBI ra. Tôi tự đi được. Em dạ. Tôi xin phép trừ điểm thí sinh này trước nha. 20 điểm cái tội không phải phần thi của mình nhưng mà xen ra lo chuyện bao đồng. Thank you cô. Dưới. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin mời thí sinh tiếp theo, thí sinh Korea.